chào quý khán giả của After Play. Và chúng ta tiếp tục những cuồng quay của vòng 8 Nawab V-League 1 2023. Những hình ảnh mà quý vị đang được theo dõi được truyền trực tiếp về từ sân vận động Vinh. Và đây sẽ là cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Trong 45 phút đầu tiên của trận đấu này thì câu lạc bộ chủ nhà Sông Lam Nghệ An sẽ ở bên phía tay trái mà ảnh của quý vị với bộ trang phục toàn vàng. Tình huống tranh chấp rất quyết liệt ở giữa sân nhưng vẫn là bóng dành cho các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, xoay trở rất khéo léo. Cơ hội đối mặt không được. Vitas là người đã giải nguy trước khi mà Jay Paulo có thể dứt điểm. Quế Ngọc Hải đường chuyền sai và cơ hội mở ra dành cho cao thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và xử lý tốt. Diallo cơ hội dứt điểm không được. Quả đá trượt đến từ Paulo Pinto. Một tình huống dứt điểm có thể nói là khá nghiệp dư của số 80. Paulo Pinto tạt bóng tốt, cơ hội không thể có điểm chạm được tạo ra dành cho Diallo. Diallo chuyền bóng dọc biên rất hợp lý. Paulo Pinto qua người hay, vẫn đang là số 88, phối hợp với Đinh Thanh Trung. Cú dứt điểm không vào. Màn dàn xếp quá tuyệt vời đến từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Rất tốt. Lại là cơ hội dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Diallo chọc bóng rất hay. 1-0 dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và đó là Trung Ngọc. Cuối cùng thì sau rất nhiều những thời cơ uy hiếp khung thành đối phương thì đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cũng đã chọc thủng lưới được thủ thành Văn Việt. Đinh Thanh Trung, Văn Đức, quả treo bóng, cơ hội dứt điểm vào. 2-0 dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và đó là pha dứt điểm rất đẹp mắt. Người ghi bàn là Paulo Pinto. Cách biệt đã được nhân đôi dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Olaha, cú đá từ xa quá đẹp mắt. Tỷ số ngay lập tức được rút ngắn xuống còn 1-2 dành cho Sông Lam Nghệ An. Đó là giá trị của ngoại bình Michael Olaha. Sông Lam Nghệ An có thể chơi không hay, chơi không ấn tượng nhưng họ có khoảnh khắc của ngôi sao. Bàn thắng ở phút thứ 60 của La Hà. Có treo của sức mạnh đến đâu. Hai đều rất bất ngờ. Và đó là tình huống ghi bàn của Jordi Soladio. Lần này thì đến lượt những sai lầm ở hàng phòng ngự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã mang đến món quà dành cho đội chủ nhà. Và như vậy là tiếng còi của trọng tài Trần Văn Lập cũng đã vang lên. Tỷ số chung cuộc là 2-2 trong cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.